Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục với một món mới. Thì anh em nhìn hình thì biết đây là cái gì đúng không? Đây là một cái bàn xoay. Đấy, nè. Mình chưa khui luôn. Giờ mình sẽ unbox luôn cho anh các bạn nha. Ok, thì trên tay mình đang là một cái gọi là bàn xoay nha. Bàn xoay thì theo mình đọc thông số thì lúc mà mình đặt á, thì con này được gọi là sao ta, cân được 5kg. Nhưng mà mình thấy lúc mà mình đặt là 14cm. Nhưng mà cái này nó chắc nó không tới đâu nha. Cái này nó có vẻ là nó hơi nhỏ. Đấy, đó. Ngoài ra thì trên tay mình đây là nó có một cái lỗ nguồn này. Chứ nguồn cũng không có thông số gì luôn, trên này cũng không có thông số gì cả. Đấy, bàn xoay chỉ có một nút gạt nè, một cái nguồn cắm nè. Đấy, và ngoài ra có pin rời nha. Đấy, ngoài ra có pin rời. Pin này thì dùng dạng pin 1.5 pin A bình thường thôi. Đấy, bây giờ mình chưa có pin nên bây giờ mình sẽ test thử cái nguồn trước. Đó, vẫn là cục sạc dự phòng nha. Thì mình sẽ test thêm, tại vì mình thấy cái này nè, với lại cái thông số trên này thì mình thấy nó có vẻ là nó hơi nhỏ nha, 14cm, nhưng mà cái này chắc khoảng độ 10cm hay không được 14cm đâu. Coi nó có hoạt động không nha. Ôi, nó không chạy luôn. Cái này nó không chạy luôn các bạn ơi. Nè, vẫn có nguồn mà nó không chạy. Đấy, nó có nguồn nhưng mà nó vẫn không chạy. Cắm cái này nó cũng không cảm giác như nó không có vào chặt. Đấy, nó không chạy. Không biết có phải gắn pin hay không. Nhưng mà cái này cảm giác là nó không chạy nha. Hay là còn phải cắm nguồn trực tiếp. Để mình thử cắm nguồn trực tiếp xem, nhiều khi sạc dự phòng nó không được, không đủ nguồn. Để mình thử cắm nguồn trực tiếp xem nha. Nguồn mình lại cắm không được. Mình sẽ cắm vô đây nó sẽ gãy. Mình sẽ cắm nữa nó sẽ gãy. Nó vẫn không có nguồn. Nó sẽ không có vấn đề gì. Không chạy. Đấy, bây giờ chắc mình sẽ đi kiếm hai viên pin mình test thử xem như thế nào. Mình vừa chạy ra mua hai cục pin luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui luôn nè. Khui pin luôn nè. Chưa cắm gì cả nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành gắm vào đây để xem coi nó như thế nào, hoạt động như thế nào. Tại vì nó không, vốn dĩ nó không có gì hết, không có chạy gì hết. Đấy. Rồi, không chạy luôn. Không chạy luôn nha. Đó, mình đóng nắp lại cho chắc nè. Rồi. Đây. Đây, không chạy luôn. Không có cái vấn đề chuyển động hết nè, cái này vẫn cứng này nha. Đó. Không chạy luôn nha. Không chạy luôn nha. Đấy. À. Cái này chắc mình phải liên hệ vào lời với shop rồi. Đây, bây giờ mình sẽ dùng couple xem như thế nào. Tại vì nhiều khi mấy cái này cần cả còn có hai pin nên mình sẽ dùng thử như thế nào. Đấy. Đó. Rồi, vẫn không chạy nha. Vẫn không chạy nha. Đấy. Đó, mình vẫn không chạy nha. Đây, bây giờ mình sẽ đóng hộp và gửi lại cho bên bảo hành. Chứ còn thực chất ra thì mình đã cắm nguồn rồi, cắm sạc dự phòng rồi, và có cả pin luôn rồi nè. Đấy, có pin rồi này. Đó, nhưng vẫn không chạy nha. Đấy. Đấy. Rồi, ok nha. Vậy thì chắc mình sẽ gửi cái sản phẩm này đi bảo hành lại. Tại vì lúc mà mình gửi mình hay khui hàng á, thì mình hay để lại cái thông số trên này lắm. Mình để lại cái miếng giấy này nè, để mình gửi lại hàng, tại vì hàng mình mới nhận hôm nay thôi.
Đấy, chắc hàng sáng năm cái này bị lỗi rồi. Cái này nó cũng ở Sài Gòn thôi. Tân Bình. few minutes later. Ok, sau một hồi dọc dạch thì mình đã phát hiện là nó chạy rồi nha anh em. Nó chạy rồi nha, nhưng mà chạy rất là chậm nha. Cái này là xây sang phải nè. Là mình để mình quay lại. Này là xây sang trái nha. À, có thể là màu trắng các bạn khó nhìn thấy, nhưng mà mình sẽ để cái điện thoại lên. Đây, mình sẽ để cái điện thoại lên. Đấy. À, các bạn thấy nó xây chưa? Nó xây chưa? Rồi cái công tắc ở dưới nè, các bạn gạt qua đây. Đó, nó sẽ xây ngược lại. Đó. Rốt cuộc là nó đã hoạt động. Nó đã hoạt động nha, nhưng mà hoạt động trên pin nha, còn cái cách nguồn này chưa biết. Đấy, nhưng mà mình thấy theo mình thấy cái này khoảng 10 xăng thôi chứ không được 12 xăng đâu. Đây là một bài test quay thôi. Sẽ bỏ mấy cái này qua bên. Nói chung có pin cũng được, không không vấn đề. Bây giờ mình sẽ tiến hành test với những thứ nặng hơn nha. Rồi, tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ mở lại cho nó quay nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test với cái này, các anh em có thể biết được nè. Đây là một chai nước nè. Chai nước nè, đó, mình sẽ để lên đây. Nếu mà để dày không thì các bạn có thể sẽ không thấy được là nó quay nha. Còn nếu mà mình để cái con này lên nè, đó. Bây giờ bạn thấy chưa? Nó đang quay thấy chưa? À, nó quay, cái này nó quay về chiều bên kia. Chai nước này là chai nước 1,5 lít thì chắc chắn là nó sẽ khoảng 1,5 kg. Thì trong những cái sản phẩm của các bạn để thì trung bình nó sẽ độ khoảng 1,5 kg tới 3 kg. Một con này cân được 3 kg là sẽ ok. Đấy, bây giờ nó sẽ xoay một chiều này. Bây giờ mình sẽ gạt qua bên đây. Đó, mình tắt nha, giữa là tắt. Bên này sẽ gạt lại. Đó, nó sẽ quay ngược lại. Đấy. Nó sẽ quay chậm chậm từ 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 chứ nó sẽ không nhanh và nó quay có một mức thôi. Mình theo mình cảm giác là như vậy. Đấy. Đó, bây giờ nha. Bây giờ mình sẽ ngưng lại. Bây giờ mình sẽ ngưng lại. Đó, mình sẽ bỏ cái này xuống hết, tắt cái này luôn. Mình sẽ test lại một lần nữa nha. Tại sao một hồi mình dọc dạch đó thì mình cảm giác như là kiểu cái này nó có thể là cái cáp này nó có vấn đề. Ban đầu hồi nãy với là lúc mình để mình cầm là nó không có cầm lên là vậy luôn nè, nó không có cảm giác là nó chuyển động, nhưng mà sau này thì nó chuyển động. Giờ mình sẽ cắm nguồn lại nè. Nè các bạn ơi, nên là nó không quay nè. Đó, nó không quay nè. Đó, nó không quay. Có thể là cái cáp này, cáp nguồn này nó có vấn đề, hoặc là cái nguồn này cấp không được, nguồn này cấp không được, tại vì nó do cái cục kia nó không sáng đèn lên. Đấy, có thể cái cáp này bị lỗi, cáp này bị lỗi. À, tại vì mình gắn pin vô nó vẫn hoạt động được, tại vì cái này nó không có cái tín hiệu gì đó. Đó, nó không có cái tín hiệu, bên kia nó cũng không có phát hiện là sáng đèn luôn. À, bây giờ mình sẽ tiến hành gắm lại pin một lần nữa. À, để xem như thế nào. Đây, mình gắm pin lại. Đây. Đó, nó hoạt động. Hoạt động ngay. Đó, nhìn mấy các bạn nhìn theo cái bật đen này nè. Nó sẽ quay từ từ, đảo lại nè. Tại vì cái này nó rồi. Mình kéo qua đây, mình gạt qua đây thì nó lại mất rồi. Đó, bên này nó vẫn quay nè. À, nó vẫn quay. Nhưng mà nó sẽ hơi chậm là một chút. Đấy. Cái này mà nếu mà theo mình nghĩ nó có thêm một cái đèn xanh nhỏ nhỏ ở đây thì mình chắc chắn mình sẽ dễ dễ phát hiện hơn, còn cái này thì nó hơi khó. Thì vừa rồi mình đã inbox cho các bạn là một cái bàn xoay. Bàn xoay này hồi đầu là lúc mình nhận được là nó là 10 cm. Nó là 14 chứ không phải là 10. Và một cái miếng miếng lớn 25 cm nữa. Cái tại vì gang gang tay của mình là 20 nè, 25 nè. 14 cái này là chắc khoảng độ 10 cm thôi. Đó, cái này giá có 101 à trên Shopee. Thì 20 tại mình chỉ mua cái này thôi, tại vì kế bên nhà mình là có một cái xưởng gỗ, mình đắp một miếng gỗ 20 cm lên được để mình quay sản phẩm đồ các thứ. Nhưng mà kiểu nó có một vài vấn đề, gọi là cái này dùng pin, cái cáp này có thể bị lỗi, mình sẽ liên hệ lại coi coi bên đó như trả lời như thế nào. Đấy, còn ngoài ra sản phẩm rất là ok, ngoài ra không có thông số gì cả. Quay được con này là mình đã test với chai nước 1,5 lít á, thì nó vẫn test được nha, chai nước 1,5 lít nó vẫn quay được, quay thoải mái luôn, để cho các bạn trưng sản phẩm, các bạn review các thứ. Còn cốc sạc này thì con này cốc sạc bình thường thôi, cốc sạc của iPhone, nhưng mà con này hàng lõm thôi, nhìn nó mong manh dễ vỡ lắm. Đó.
nó bồng bệnh lắm, nên cái này mình cũng không nói gì đâu. Hai cái này mình không đánh giá cao, nhưng mà chỉ cần đánh giá cao này thôi. Độ hoàn thiện thì cũng rất là tốt. Cái này đảo tới đảo lui, ngoài cái cắp sạc là cấm không được thôi. Đó, đấy. Và cuối cùng là các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe cho mình, và comment cho mình nếu mà các bạn đã mua sản phẩm này rồi và có gặp tình trạng như mình hay không, thì cứ confirm cho mình. Còn mình vẫn phải liên hệ với bên kia để coi xử lý cái cắp sạc. Tại vì nói chung 100 mấy, nhưng mà bảo hành vẫn được thì càng tốt, còn không bảo hành được thì cũng không sao. Mình cũng không đánh giá cao lắm đâu, không có đánh giá cao cắp sạc lắm đâu, nhưng mà có pin là được. Nếu mà pin không hoạt động thì mình sẽ liên hệ shop liền. Còn này pin vẫn hoạt động, tại mình test lại quật nãy giờ á thì nó vẫn hoạt động được. Đấy, cho các bạn xem lại lần cuối nha. Đấy. Rồi. Like, share và subscribe cho mình nhé.